Nó được tích hợp 620 game trong một cái đầu rất nhỏ gọn như này. Đó. Đấy, các bạn có thể thấy mình đã xuất lên một con tivi với màn hình là 40 inch các bạn nhá. Hình ảnh khá là sắc nét các bạn nhá. Đấy, mình sẽ điều khiển tay một các bạn nhá. Khá là nhạy các bạn nhìn này. Đấy, điều khiển không dây. Đó, khá là nhạy. Chỉ với hai con pin 3 các bạn nhá. Đây. Đó. Đó, rất nhạy các bạn nhá. Đấy, mình thấy điều khiển rất nhạy. Đó, điều khiển không dây rất là thuận tiện. Đó. Mình thích là ở điểm là hai tay cầm không dây, cái lối không dây. Rất là thuận tiện. Ngồi rất là thoải mái.